mời cả nhà ăn sáng với mình nha. Bánh ngọt, bánh trung thu, mochi, dark chocolate, croissant, bánh mì, cà phê Trung Nguyên ha. Ok, good day. Cheese. Happy always nha, fantastic luôn ha. Yep. Bánh nữa. vui vẻ nha. Cuối tuần rồi, hôm nay Sunday đó. Chúc một ngày vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc bên người thân của mình nha. Ok, enjoy Sunday nha các bạn. Không có gì vui bằng uống ly cà phê buổi sáng ha. Ok, tinh thần sảng khoái. Ok. Mọi thứ đều biết hết nha. Hết nha. Hết nha. Ok. Hôm nay trời rất là nắng ấm á các bạn ơi. Hôm nay có thể là lên tên mình nói chuyện nó quẹo lưỡi luôn. Hôm nay có thể lên trên 30 độ đó. Để xem hôm nay có cái gì vui, review cho các bạn nha. Chia sẻ như con chim sẻ sẻ. Bên kia có người chuẩn bị tàu bè đi biển chơi rồi kìa. Nắng ấm áp đẹp lắm các bạn ơi. Very good weather. Tiếng tông, wow, các bạn ơi, mình có quà nữa rồi. Đây là cái gì đây? Cái gì ở trong này đây? Để mình xem thêm cái gì thế. Sao mà hấp dẫn thế? Đẹp quá các bạn ơi. Đây là những cái bánh ngọt nè. Wow. Đây là cái con dâu tương lai của mình tặng cho mình tất cả những cái bánh đẹp nhất, ngon nhất. Cho mình đây. Mời cả nhà ăn chung nha. À, wow, đẹp quá, xanh đỏ ó, vàng. Oh my god, my god. Dễ thương quá à, dễ thương quá à. Trời ơi, sao mà thương quá à. Rồi, mời cả nhà uống trà chung với mình nha và ăn bánh ngọt ha. Happy birthday. Every day. Ngon quá. Cái bánh màu xanh lá cây không biết cái gì bên trong nữa nè. Mỗi thứ mà lát mình cũng phải thử hết mới được. Review mới được. Nice. Yay, chúc vui khỏe. Happy day, Sunday, every day, holiday. Wow, hôm nay 1.262 case các bạn ơi. Xuống rồi. Hôm nay mà được đi biển là hết sảy luôn á, dắt lầu luôn. Nhưng mà giãn cách xã hội đành ở nhà thôi. Thắp nhang cho cha mẹ, cầu mong cha mẹ luôn được an vui. Ta đi xuống đồi nha các bạn. Ở chỗ cái khu này ở nó lên đồi xuống đồi nhiều lắm. À, mình giờ mình đang xuống dốc, xuống đồi, xuống. Rồi, lại tiếp tục đi mua đồ ăn nữa. Mập mập nữa các bạn ơi. Hôm nay gặp nhiều rất là nhiều chuyện lạ. Có người đậu xe đậu giữa không gian. À, đó là không không cần biết đó là chỗ của ai. Còn mình thì mình đẩy trolley xong rồi cái mình bỏ luôn cái trolley luôn. Mình tưởng là mình đang đẩy trolley, cười bể bụng luôn. Nói chung là cái gì đó. October á, Halloween. Halloween này, ghê quá. Rồi, ghê quá. Ghê quá các bạn ơi. Costco lúc nào cũng nhộn nhịp hết á. Chỉ có tiền thôi, vô đây mua đồ giống như là miễn phí vậy á. Lấy rồi kia ra check out thôi. Không cần biết mình đã tiêu xài bao nhiêu tiền. Khủng khiếp, khủng khiếp. Người ta mua bông nhiều quá. Cái gì cũng là mua lố lố lố. Mì, mì, bún mì. Cả hộp. Sữa. Bánh trung thu nha các bạn. Trung thu. Wow. Mình sẽ review bánh trung thu cho các bạn xem nha. Wow, ngon quá trời luôn. Đây là custard nè. Wow, ngon ha. Và các bạn mời cả nhà ăn chung. À, đây này. Wow.
giống rượu gì á. Trứng nha các bạn, trứng ngon nè, rất là rẻ, 2 pack có 14 đồng à. Quá trời thối lệch phí phờ luôn á, tha hồ xài, tha hồ mua luôn các bạn ơi, quá trời luôn. Wow. Đây là bò của Korean nè các bạn. Xào 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 ăn ngon á. Món salad làm sẵn lắm nè, chỉ là ăn thôi. Ta sẽ lấy một con gà. Oh, con gà đi, con gà này ngon nè. Lại món khoai son nữa các bạn. Lấy một hộp nha, lấy một hộp. Trái bí này là bí gì đây? Ngon lạ quá ha các bạn. Nó gọi là butternut pumpkin của Úc á. Tôm hùm này các bạn, 50 đồng 2 con. Quá đã luôn. Sao mình tươi lắm này các bạn, 30 đồng 1 ký á. Một pack này là cũng phải 45 đồng. Cái này có thể ăn sống, ăn với wasabi á. Kiwi này các bạn, on sale nè. Mà một pack của nó bự lắm. Thôi lấy vài pack về ăn. Cái lò barbecue này đẹp á, 949 đồng 99 luôn. Wow, hết sảy luôn các bạn ơi. Quá đã luôn á. Trời ơi, bự thì bự á. Nhìn thấy sang quá ha. Quá ngon, đẹp quá. Có nhiệt độ nữa. Bông đẹp quá các bạn ơi. Màu nó nở rực rỡ luôn. Đây là bông hồng nè. Beautiful. Cảm ơn các bạn đã cùng Diamond đồng hành đi shop mua đồ ăn nha. Nhớ subscribe ha. Thumb up and share. Ok, cheers. Trả tiền. Bây giờ order ha. 1, 2, 3, 4 order. Chào, xin chào nhé. Rồi, mua nhiều rồi, đi về nha các bạn. Bên ngoài gió quá các bạn ơi. Mời cả nhà uống trà sữa đá bào chung nha. Rất là ngon. Ok. Vui vui nha. Mời các bạn ăn cái món bánh mì súp sò nha. Tức là kem á. Kem cái này rất là ngon. Ở trong đây là những con sò nè. Rất là ngon. Nó rất là to luôn. Bự nè. Bự có một bàn tay luôn. Very big. Mời cả nhà ăn chung. Kerameta Gate. Rồi, bây giờ chúng ta đang ở Kerameta nha các bạn. Hôm nay mình đi mua thuốc uống. Mua thuốc uống. Mua thuốc bổ uống. Bệnh dịch là phải mua thuốc nhiều nhiều vô. Bây giờ chúng ta đang ở Kerameta nha các bạn. Hôm nay mình đi mua thuốc. Bệnh dịch thì mình mua thuốc nhiều một chút. Nhưng mà thay vì mình mỗi tháng đi thì 2 tháng mình đi 1 lần. Bác sĩ cũng chịu, cũng tốt. Chào cả nhà nha.